Hello, xin chào anh chị, quý vị các bạn đã quay trở lại với video của ngày hôm nay. Và hôm nay thì em sẽ quay lên cho anh chị và các bạn một con xe Kia Morning. Và đây là một con xe nhập khẩu anh chị nhé, nhập khẩu bản đủ SNX, nhập nguyên chiếc, đời 2010, xe màu trắng và mang biển số 19. Em vừa mới lấy về thì quay luôn lên cho anh chị và các bạn. Đấy thì cũng chưa có dọn dẹp gì cả, thì sau video này thì cho đi dọn dẹp. Con xe này thì về phải đánh rửa nội thất này, nội thất máy móc cũng như là cho đi kiểm tra phần gầm nữa, cho anh chị và các bạn yên tâm là khi mà chúng ta lấy thì xe nó được kiểm tra tổng thành sơ bộ rồi, và có những phần nào cần xử lý thì bọn em sẽ xử lý cho, nên anh chị và các bạn lấy xe thì chúng ta cũng không phải động chạm sửa chữa gì cả. Đấy, đây là tổng thành xe thì vừa mới lấy về thì chưa dọn dẹp gì cả, xước sát thì vẫn đang có này. Đấy, những phần như này thì phải cho đi đánh bóng rồi sơn tỉa. Bản đủ SLX thì nó sẽ có bóng khí này, xi nhan gương này, la răng đúc này, đèn gầm này, đây, xi nhan gương đây, la răng đúc này, đấy, phanh đĩa hai bánh trước và đằng sau đó là hệ thống phanh tăng trống. Con xe này đăng kiểm đến tận tháng 2 năm 2023. Đây phía bên trong nội thất xe hoàn toàn không có lỗi gì anh chị nhé. Đấy, nội thất thì táp ly thì anh chị nhìn nó vẫn là nỉ đấy, nhưng mà nó bị bẩn vì con này chưa có dọn gì cả, vừa lấy về chưa dọn nội thất. Đấy, xe dân nên là chưa có dọn gì cả, người ta đi nên là vẫn còn bẩn, trần vẫn là trần nỉ đây. Đầu đài CD nguyên bản. Đây mặt vô lăng này. Đấy, 2010 xe nhập số sàn và giá thì là 155 triệu bao rút hồ sơ. Đấy, tầm giá cũng khá là rẻ. Trên 100 triệu là chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một con xe mà phục vụ cho việc đi lại, tránh mưa tránh nắng. Và dòng nhập khẩu này thì nó sẽ bền hơn so với bản trong nước và trang bị nhiều hơn, hai bóng khí này. Đấy, hai bóng khí, gương kính chỉnh điện. Máy móc của dòng nhập khẩu này thì nó cũng bốc hơn so với dòng xe trong nước và đi lại thì nó sẽ bền hơn. Máy dòng nhập lúc nào cũng thế, nên là giá của dòng xe nhập lúc nào cũng đắt hơn so với xe trong nước. Đây khoang máy đây. Đấy, như em nói ở đầu video thì máy móc và thân vỏ thì chưa có dọn, thì cả nội thất cũng chưa có dọn. Đấy, dân người ta đi thôi, nên là theo năm tháng thì nó bị bẩn. Về thì chúng ta phải dọn dẹp các thứ, đánh bóng, sơn tỉa. Nhưng mà ra máy đây. Đấy, 1.2. 4 máy rồi. 4 máy 1.2. Và ra máy còn khá là sáng. Xe này thì chân máy vẫn nguyên nhé. Đây. Còn mặt máy thì bẩn quá nên em chưa nhìn rõ xem mặt máy nó ra hay chưa, nhưng nói chung là chân máy đây thì vẫn còn nguyên này. Đấy, còn mặt máy thì bẩn quá nên là cái này phải dọn dẹp qua đấy. Nói chung là không có vấn đề gì cả. Bây giờ 2010 như thế này, xe mà nó có chỉnh sửa dàn cò, gioăng cao su mặt máy thì nó là hoàn toàn bình thường, chân máy vẫn còn nguyên, keo chỉ nguyên. Đấy, xe lấy từ Phú Thọ 19. $155 triệu. Đấy, khá là hợp lý. Đời 2010 và xe nhập khẩu nguyên chiếc bản đủ SLX. Đấy, và nếu anh chị có nhu cầu về con xe này thì có thể liên hệ số điện thoại dưới màn hình hoặc đến trực tiếp ở tại salon để xem xe, test xe và đi thử.
Cảm ơn chị đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.